Màn chọn tên có 102. Sau này đỡ bảo sao bố mẹ đặt tên con xấu thế. Hôm nay mẹ cho chọn tên nha. Sắp đến tháng rồi, phải đi đăng ký tên. Lớn lên đấy, mà kêu mà tên xấu hay tên đẹp á, cho mình chọn lựa chưa? Ok chưa? Ok thì ơi một cái cho biết con. Ok nha, được. Rồi. Anh mà nói tên này, sẽ tắt này. Đây. Con chọn đi, con chọn tên cho con đi mày. Có đây. Mày ơi. Con lấy hai cái này thôi, con lấy một cái thôi nha. Rồi. Mày chọn tên đấy hả? Cầm chặt đây. Mày chọn nha. Chọn nha. Mốt lớn lên chơi tên xấu này ba chữ nha. Rồi, ba mở okay đi, ba mở ra tên gì đi. Tên gì trời. Lưu Vân Mẫn Nhi. Mày ơi, con tên Lưu Vân Mẫn Nhi nè. Nè. Ủa, gì vậy?